lên phạt hết tổ. Năm 2070 đang ráp máy che nha. Mọi người coi kỹ con xe rất là đình đám. Và những dòng khác gọi dòng này là cũ nha. Bền ghê lắm. Cota 5270. Đang ráp máy che con này về đầy đủ phụ kiện luôn. Có nghĩa là đầy đủ cả máy che, máy đồ luôn, trong cục đã thấu rồi. Xe mới lắm, mọi người cố gắng mua con này nhất sách luôn. Đang đưa ra đây cho nó rộng rãi để ráp máy che đó. Đã, xe đình đám nha. Chốc nó xong máy che em sẽ review lên cụ thể cho mọi người coi. Xe rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Vừa nhập về được em này, hồi hộp. Ta. Đời nào không nói nha, nhưng mà những anh khách nào mà đã đến đời này rồi, quá đẳng cấp. Rồi, sẽ ráp máy che lại và làm video cho mọi người coi, tham khảo từ đầu đến đuôi nha. Con này mọi người cố gắng coi video, cố gắng ủng hộ, rất là VIP. Đang ráp máy che cho con 5270 nha. Của em Kubota. Những dòng khác gọi dòng này là cũ nha. Gọi là cũ kỵ luôn. Dòng này bền ghê lắm, phố đối luôn nha. 5270. Con xe vừa về luôn nha. Chưa hề dọn dẹp, chưa hề gì hết. Đây, mọi người coi ốc lốp B này, nguyên rin nó về là nó như này luôn. Chưa hề có một dấu cà lê luôn. Đây, dàn heo bếp này, bếp dầu này. Bao nhiêu năm trời mà nó không có một cái dấu gì luôn nha. Đấy, là mọi người biết bên Nhật họ xài rất là có ý. Đấy, mọi người nhìn này. Ốc này, ốc mặt máy này. Nó đẹp mà đẹp tuyệt vời luôn nha. Đây là một con Kubota 5270. Dòng này là cơ 100% luôn. Đẹp lắm. Từ mọi thứ em nó là tuyệt đỉnh. Đây, nhìn ốc này. Những cái ốc dàn cò này. Rất là tuyệt vời. Rồi. Qua tình trạng xe thì con xe rất là đẹp nha. 5270. Những cái tem này mà còn luôn nha. Bên em xe nhập về rất là đẹp. Thì dàn cầu trước này. Đây là dàn cầu trước của em đó. Nó còn xanh lè luôn nha. 10 triệu cũng chưa bán trong được luôn. Nó còn xanh lè, xanh lét luôn. Đấy. Cầu này bự chà bá luôn. Nguyên rinh nha. Bánh ốc này. Còn 7 màu luôn. Ghê thiệt. Con xe tuyệt đỉnh nha. Đây hệ thống khung gầm. Đùi này. Đùi này. Đấy, ốc ếch rất trên kia giống này. Chưa bắt luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đây bánh này. Mọi người biết con xe nó rất là giang giá nha. Xe bên em và nhập về nó đẹp tuyệt đối luôn. Rất là đẹp. Đây. Máy che. Cái máy này là máy khung bạt nha. Thì con này về lốp nó nứt nên bên em đã thay lốp nó khác rồi. Đấy, rõ luôn, thay lốp khác. Lốp Tyrone của Hàn Quốc này, xe đẳng cấp là chơi hẳn lốp Tyrone này. Đấy. Chơi luôn lốp mới, nó đẳng cấp hẳn của một con xe lên. Thì con này chạy lốp 14.9-28. Đấy. Lốp trước là lốp gai móc luôn nha. Xe này được cái lốp gai móc hết 8.3-24. Đây. Rất là đẹp. M2 5270.
đẹp tuyệt đối luôn nha. Ghế này nó bị rách rồi, cố gắng bên em may lại. Ghế này có lọt xo này, lọt xo nhún luôn đó. Đã lại tuyệt đỉnh. Xe mới chạy có 1060 giờ thôi. Rất là đẹp nha. Con Kubota. Con này là nguyên rin từ đầu đến đuôi luôn nha. Bên em chưa hề sơn nhậm một cái vết gì luôn. Đó, nói rõ luôn, nguyên rin từ A đến Z. Chưa hề nhậm vá một cái vết tích gì luôn. Đây là nắp két nước của nó này. Bao năm trời rồi. Bao nhiêu năm rồi. Được, còn chạy nước xanh luôn. Rất là phết. Đẹp tuyệt đối. Đẹp tuyệt đối nha. Cũng tay. Không luôn. Nó chỉ có cái đăng thôi, không có bánh lái. Ừ, thì mới đáp được. Gầm này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Người coi này. Đồ đạc này, xanh le luôn nha. Con xe rất là tuyệt vời. Đấy, mọi người ai mà cần xe lớn thì những con này vô đối. Coi ốc này. Đấy, con ốc của nó này. Em cam kết luôn, xe bên em rất là tuyệt vời. Cam kết. Rất là đẹp. Rồi không nói nhiều, em khảy nổ lên cho mọi người nghe tiếng máy. Con này khảy nhịp nổ thôi. Ôi xài. Đấy, thấy không? Lái nha, rất là nhẹ. Tuyệt vời luôn nha. Con này ai sở hữu thì miễn bạc. Rồi, 2,5 triệu. Em M5270. Rất là tuyệt vời. Xe miễn bàn nha. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video.